Lúc trước là mấy anh em mở cái mang song ở đầu bên kia, nhưng mà đầu bên kia là nó không không phải hướng không. Giới thiệu với anh em, đây là giám đốc Mừng Trường. Chỉ cần rút xa lôi thành. Xong xong cắm vào mấy nơi tín hiệu ấy, đo xem nó có phát không, nó có thiếu bao nhiêu. Nó có phát đấy, nó có nó à, mang xong hình như mang xong trên này sao nhỉ? Cái gì? Cái sợi dây vàng nó không có. Hướng lên 106 nha em bây giờ nhá. Em bảo em này trên ODF nha, em đo về 134 ấy thì nó có phát đúng không? Đo về thị trấn đấy. Đo về thị trấn đấy, là cái trên ODF đấy là hướng thị trấn được chưa? Còn sợi vàng đấy là ngược về hướng, người ta gọi là hướng 106 được chưa? Bây giờ em đo cho anh, không phải đo mà đo tín hiệu của cái sợi vàng của sợi 11 đấy, cắm một cái máy đo tín hiệu ấy xem nó trừ bao nhiêu dB ở đấy. Trừ cái gì? Trừ 46 á? 46 làm gì có. Đo sợi bên kia xem. À, trừ 1.6 à? Trừ 1.6 là có. 4.6 à? 4.6 là có phát ở đấy rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nhá. Em để nguyên cái sợi 11 ở đấy nhá. Em lấy một cái sợi khác em soi xuống cho anh nhá. Soi chỉ cần soi đúng sợi 11 thôi. À, đúng rồi, soi 11 xuống ODF đi xuống một đằng dưới huyện ấy. Thấy chưa? Hiểu ý chưa? Cứ để yên cái sợi 11 đấy không cắm nhá. Sợi 8 đi để nguyên đấy, thấy chưa? Đang đi sửa xí hao anh ạ. Mất thu. Nhưng không có. Làm gì mà 134 mà có phát mà lại anh em cho được. Có nghĩa là đang mất thu 106. Đang mất thu 106 đúng không? Anh ấy đang đo được là đo lên 106 mới đo được. Một sợi là có phát là đang mất thu 106. Nay mà cầm thang đi ngon hơn nhỉ. Alo. À, Hoài Nhân Ngân nhá. Ờ. À. Hoài Nhân Ngân đấy, hoài người ta ấy. Anh không? Có vợ anh nhà, có người ở nhà đấy. Không. Từ nhà văn hóa nhá. Từ cái cổng, biết cổng làng không? Có. Từ cổng làng đi thẳng xuống, đi xuống Sấm Nhuệ ấy. Đi xuống Sấm Nhuệ khoảng độ đi qua. Ờ anh ấy ở trên, đang trên này không có sóng. Hỏi nhà Ngân đi. Vâng, để tí em hỏi nha, mạng quá.
Mẹ này trơn đấy nhở. Đủ. Trơn lắm anh em ạ. Sao lúc nãy nãy ở trên kia vẫn đo được hết nhỉ? Hả? Bước được hai bước đấy, đến mẹ rồi. quen việc đã hết đấy. À quen tay đã hết việc. Mang sông chứ đẹp đấy. Đo ngược về. Mà cắm vào cái sợi 11 kia vào ấy thì là nó đang 4.6 là có thu đúng không? Nếu 4.6 là từ 4.6 xuống. Phát 4.6 xuống à? Mất 2 sợi là đúng rồi. Nhưng mà nó đang 108 đúng không? Ừ. Nhưng mà sợi kia đang à, thế là nó lại mất cái sợi thu 134. Thế thì không phải. Không phải, em đang hướng dẫn thằng Lâm sai đấy, là không phải là không sai. Không phải hướng dẫn là sai mà thằng Lâm nó đang rút đúng đấy. Thằng Lâm nó đang rút đúng mà cái sợi thằng Lâm rút đấy là nó đang ok. Thì bây giờ em bảo thằng Lâm là đang ok thì bây giờ đo xuống đây để biết xác định được điểm nào. Điểm bao nhiêu? Ừ, xong rồi cắm trả lại. Cắm trả lại xong đo sợi còn lại. Đo.
Thế là đủ nhiều. Nhanh nhỉ? Nhanh. Nhanh. Quá nhanh quá kìa. Ơ đi mẹ. Mất mẹ cái đầu ấy. Nghe thì em nói chuyện với anh Kỳ mà nó cứ hơn là ngoằng quá. Có nghĩa là bây giờ là đang mất thu đầu 1/4 thật. Em đang nhầm. Mất mẹ đầu bắn rồi. Ờ cho cái này đây, này. Cho cái to to này. Không không. Không. Đây. Nó không vừa. Ôi giời, túi này. Nhìn chán đời không. Hơi to. Đây. Mấy ngày nay đi ứng cứu hơi nhiều. Chết bà. Đây. Tìm được chưa? Cứ nói bình thường đừng ngại. Chưa ăn được cơm đâu, các em ăn trước đi. Đà Bắc. Cách thủ phủ 40 cây. Hả? Ôi giời, 40 cây, chú phi lên làm gì? 40 cây à? Trung Minh. Mình chưa ạ? Trung Minh. À. Không, cái đó không rồi. Ờ, sắp mưa đến nơi rồi. Con làm được thì thôi, ra về nghỉ đi. Chả thế à, con ra đường chả mình nghỉ à, đúng ra mình đang định nói. Rồi, ok. Rồi, ông ấy có tâm lý đây. Tâm lý ông không bị sao. Con ra đường về nghỉ. Cận ra lụt xong, lũ sẽ về đến nơi. Rồi, em gọi cho Lâm đi. Đầu kiếm ấy. Đây anh em hai đứa cho nên làm măng sông rất khéo. Đẹp và long lanh. Đấy. Bây giờ em bảo nó đó, nhưng mà mình uốn đéo uốn được hết. Mình uốn nhẹ thôi. Uốn gọi là dạng suy hao thôi, mình sẽ thấy. Để anh lùi xuống đây nhá. Vâng. Rồi ato đây xuống đây. Rồi vào đây đi đã. Em soi cho anh cái sợi 11 đi nhá. Alo. Soi cho anh cái sợi 11 để xuống đến đây trước đi nhà để bọn anh xác định. Đưa soi. Hả? Soi đi. Cắm một cái sợi đấy vào thôi, xem có sáng sợi ở trong đấy không, sáng hẳn sợi ở trong đấy. Đáng ô đé vậy nhỉ. Thôi. Cứ soi đi nhá, soi nhiệt tình à. Để anh quay lại nhá. Cái linh này là mất mấy hôm rồi đấy đúng không? Ô bây giờ mà nó sạt lở mà nó mất nút cái linh 2-1.8 này là trắng xong á? Trắng sóng. Sóng trắng. Xám đúng không nhỉ? 11 rồi xem. Mà sợ soi nó có đến đây không? Cái bút của nó là bút dạng nào? Bút của cái máy đo to ấy, máy đo nhỏ ấy. Đến đấy. Em nghĩ là nó vẫn thẳng thôi. Đéo phải, đéo có. Đéo thì sao? 11 ở trên kia không phải. À từ em gọi anh Hùng. Chắc. À, anh giữ cho em. Cho anh Hùng chọc thẳng.
hay không phải mang sông? Anh à, từ 502 xuống 189 ấy, nó là sự bao nhiêu anh nhỉ? Chín mười một mười hai gì cứ quát hai là được gì, nó vẫn là sợi 11 thế, nhưng mà thằng kia nó soi đến đây mà không sáng rồi. Chọn đi anh, cứ bay ra ra đây chọn nhà ra kéo đấy có luôn. Được. Đó, đi tham à? Đồ à? Đồ. Bảo thằng cu em kia nó đo nháy ấy. Mà cái cáp này anh thấy nó có hàn đủ mẹ đâu nhở? Chả đủ à. Hàn có mấy quặng sợi đây này? 2, 4, 6. Hàn có 12 sợi. Sao lại e nhà mạng yếu gì? Ở đây hàn có 12 sợi thôi. Nó chỉ dùng 12 sợi. Bây giờ anh xoắn cả con 2 cho em. Cứ xoắn đi, không xoắn. Từ từ nhé, đừng có xoắn để em... Em bỏ soi đi. Không, nhưng mà em bỏ soi đi. Bây giờ em lấy cái máy đo to ấy. Lấy máy đo to ra đo ở Rift Time mà lấy cho anh với. Vẫn để 50 cây nhá. Vẫn để 50 cây, 1550. 500 nano vào. Được chưa? Xong rồi đo sợi 11 cho anh để anh xoắn dưới này nhá. Đo Rift Time ấy, biết Rift Time không? Cạnh cái chữ AV ấy. Mày đây nếu có sóng mà gọi video thì... một sóng một khổ. Ở đây là một khe núi. Dạ đây. Rít tham chưa? Đi. Hả? Đi. Tổng từ đây đến tuyến kia lúc nãy em có đo không? Nó bao nhiêu cây? Sao nó đo được? Một đầu có phát rồi. Phải đo sợi kia nhỉ? Thì sợi đấy đang đứt đây 19 cây ấy. Thế là thu của thằng 134 bị mất à? Đúng rồi, thu 134 mất. Rít tham đi nhá. Thấy nó gập xuống thì bảo nhá. Gập xuống chưa? Có bị gập xuống không? Có gập xuống không? Đâu. Sợ không phải cắp này thì bỏ mẹ. Chuẩn luôn mà. Alo. Đang retime hay như nào?
Đây, bây giờ anh xoắn nhá. Có gập không? Cái sung nó chỉ cần nhảy xuống thôi. Hay là sợi 2 nhỉ? À, hay là quan 1. Xoắn quan 1 thì chết. Cái nhảy đấy. Nó gập xuống một cái đấy em. Cái em nhìn nhá. Nó đang là một đường thẳng thì nó sẽ hạ xuống một phát luôn. Bây giờ nhá, em đang nhìn nhá, em đang nhìn nó đang nhảy lên nhảy xuống đúng không? Alo. Thì bây giờ nhá, nó đang nhảy lên nhảy xuống ở một điểm khác ấy, được chưa? Em nhìn xem là anh xoắn một phát đây xem nó có nhảy xuống cái điểm nào không, nó cụp xuống ấy. Đây, bây giờ anh xoắn này, nó có sụp cụp xuống không? Đấy, cụp bao nhiêu, ấn vào đấy xem bao nhiêu cây. 16 cây 2 là cách điểm này 19 cây 3. Ô, từ đây ra đến còn 3 cây nữa cả. 16 cây 2, nó cũng hẳn thật không? Đây anh xoắn xong. Nó có nhảy nhảy thôi. Không, nhưng mà bây giờ anh xoắn nhá. Nó có cung hẳn không? Đây anh đang xoắn rồi, có cung hẳn không? Không, có nghĩa là có cái bước sóng nó có xuống hẳn không? Bây giờ anh nhả ra nhá, nó bước sau nó có đi thẳng không? Nhả chưa? Nhả rồi. Nó có sóng. Từ từ nhá, để anh gọi video cho nhá. Ở đây anh có. Để anh gọi cho video nhá. Vâng, gọi video cho anh Nguyễn nhá. Đâu em quay lại máy đi. Quay lại đấy nhá, ở yên đấy nhá. Đây là đang mười mấy cây đây nhỉ? À, anh cứ xoắn đi. Giờ phải cáp. 17 cây à? Ơ xoắn đi, anh cứ xoắn đi. Xem biết luôn mà. Đây. Nó phải gập hẳn xuống cơ. Thôi làm từng sợi đi. Cái này đấy ạ? Không phải. Phải xoắn cái này chứ. Không. Mà biết cái sợi đấy đâu có. Nào. Đeo phải cáp. Bây giờ phải cáp. Hay là điểm này chưa đến 16 cây. À Lâm ơi. Đã. Em quay lên cho anh xem là em đang cắm sợi bao nhiêu. Đấy. Sợi bao nhiêu? 11. Cái sợi vàng kia em đo là có trừ bao nhiêu dB ở đấy đấy? Sợi mấy? Sợi này là sợi 4. Sao lại sợi 4 này cắm là sợi 11? Đâu, cái sợi này là 4 này. Trừ 4 này. À trừ 4, 4.6 cái gì? Vâng. Sợi 8 là có phát từ bên trên xuống đúng không? Vâng. Bây giờ nhá.
Em rút sợi 8 ra cho anh. Cắm 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 cái thằng kia sang cho anh. Cắm thằng đo rồi nhá. Cắm thằng đo thôi, còn cái thằng kia để nguyên ở đấy, nhớ lấy nhá, đừng có đấy nhá. Rút ra đi, được rồi. Đấy, cắm sợi đo vào đấy.